Má, má coi nè, hôm nay là Mợ Tư đặc biệt chuẩn bị cho má đó. Má ăn đi, con coi bộ nhìn cũng ngon lắm á. Dạ, canh này con nấu là dành riêng cho má, ăn cho bổ. Má ăn đi cho nóng nha. Má, má bị sao vậy má? Cái gì mà cay quá vậy hả? Nè Mợ Tư, mà muốn tôi đúng không? À, dạ thưa má, con không dám. Con đâu có bỏ ớt gì đâu, làm sao mà cay được. Mợ nói tôi bị chuyện đúng không? Vậy thì mợ, nè, mợ uống thuốc đi. Má, mợ ơi, đau quá. Mợ, sao mợ? Em có sao không vậy? Em bỏng rồi. Trời ơi, má, sao má nặng tay với em quá vậy? Em bỏng hết trơn rồi kìa. Dù gì, ở nhà em Tư đây cũng là cành vàng lá ngọc. Không biết nấu ăn cũng là lẽ thường tình mà. Nếu như mà má không dạy được em á, má cứ để đó, con dạy cho. Chị hai, chị nói vậy chả khác nào kêu má không biết dạy con dâu. Hay là chị muốn leo lên đầu má ngồi làm chủ cái gia đình này? Mà ba, mà ba nói vậy là có ý gì vậy? Tôi nói chị hiểu mà, chị hỏi lại làm gì? Nè, mà quá đáng với mỗi nha. Thôi, ồn ào quá, tôi chưa chết mà. Xèn súng. Dạ. Tụi bay đem Mợ Tư vào, nhốt trong nhà kho cho tao. Bỏ ăn ba bữa, để coi Mợ tụi bay chịu đựng được hay không. Má, bà ơi, không có được đâu bà. Mợ Tư con đang mang thai, nhịn đói không có được. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe coi. Dạ, Mợ Tư con đang mang thai. Mợ Tư à, có đúng như vậy không con? Trời ơi, bậy quá. Vậy sao con không nói cho má biết? Lúc nãy có bị sao không con? Họ có phỏng con không? Hả? Vô trong đi con. Hả? Má xin lỗi nha. Đúng là tuổi trẻ, mới rước về có 3 tháng đã có con. Chả bù cho ai kia, ở gần 10 năm mà không biết đẻ. Tao nhất định không để tụi mày sống yên ổn đâu. Ba chị cũng đi mà ba. Thèm cũng mà ba. Có chuyện gì ồn ào vậy? Mà ba. Mà ba. Mà ba, mà làm cái gì vậy? Ba, mà hai, cứu con. Mà ba định. Mà ba nói cậu đi lâu ngày, không ai chịu mà. Con không chịu, nhưng mà ghép con lên giường á. Mày nói láo, mày định cưỡng hiếp tao. Người đâu? Lôi nó đã đánh 100 rồi. Mẹ hết răng hết cho tao. Đủ rồi đó mà ba. Mà bớt diễn lại đi. Thằng đầu nó làm gì có cái gan mà vô đây cưỡng hiếp mợ. Với lại ở cái xã này, ai mà không biết mợ ba nức tiếng đa tình. Đúng rồi. Bà với mợ hai phải tin con. Con không bao giờ làm ra mấy cái chuyện bại hoại đạo đức ấy đâu. Mày nói láo. Mày vu khống cho tao. Thôi được rồi. Má, má nghĩ kỹ đi. Thằng đầu tánh tình nó đó giờ hiền lành, chắc chắn không bao giờ làm những cái trò này. Má, má đừng có tin nó. Nó nói láo đó má. Má à. Cuốn gói, biến khỏi đây, mau. Má, nhà này không có chứa chấp cái đứa con dâu lăng loạn như con. Má, con bị oan mà má. Má cái gì nữa mà má. Mà ba, má đã nói như vậy thì mợ nên có lòng tự trọng. Cuốn gói đồ rời khỏi nhà này đi. Đừng có đợi vài canh giờ nữa. Trời sáng rồi, lúc đó cả cái xã này biết. Nhục mặt lắm đó mợ. Má, má tin con đi má. Con bị oan mà má. Rõ ràng là có người hại con đó má. Má. Đi đi, đừng có nhiều lời đó. Má, đi đi. Má ơi, con bị oan rồi mà má. Má. Sao má?
Mợ, mợ ăn miếng nữa cho khỏe mợ. Thôi, mợ không ăn nữa đâu. Bây coi bây dẹp đi. Dạ. Con thương mợ hai. Ra ngoài. Dạ. Mợ Tư, hôm nay có thai chắc là mệt lắm hả? Chị có ghé đất tờ bóp cho em mấy thang thuốc bổ. Em uống đi cho em bé nó khỏe nha. Cảm ơn lòng tốt của chị hai, nhưng mà thuốc em uống rồi, thôi để lần sau đi. Chị em trong nhà cả mà, có gì đâu mà cảm ơn. Uống thuốc kia rồi, uống thêm cái này thì càng khỏe thôi, có gì đâu. Để chị giúp em. Em đã nói là không uống mà. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Cái thái độ của mày như vậy là sao? Bề ngoài thì thơn thớt nói cười, bên trong thì nham hiểm giết người không giao. Chị hai, chị bớt diễn lại đi. Chị đừng tưởng tôi không biết. Chính chị là người gài chị ba ngoại tình, cũng chính chị là người bỏ ớt trong tô canh để đổ thừa cho tôi. Mày biết rồi thì mày làm gì được tao? Tôi sẽ đem tất cả chuyện này đi thưa với má, để coi chị còn mạnh miệng nữa không. Tiếc là mày không còn cơ hội đó nữa đâu. Nè, chị tính làm cái gì? Trong nhà này không có được làm bậy nghe chưa? Đứa bé này không được phép tồn tại. Nè, đừng có làm bậy. Nè, hả? Đi ra chưa? Bà làm cái gì vậy? Hả? Mình cứu em với. Chị ta muốn giết con của mình đó mình. Bà đang làm cái gì vậy? Tôi phải giết nó. Nó không được phép tồn tại. Đứa bé đó, nó phải giết, nó không được phép tồn tại trong cái nhà này. Bao giờ đánh tôi? Tại sao bây giờ mình lại đánh tôi? Hả? Tại sao? Tôi phải đánh cho mình tỉnh ra, đánh để cho mình biết trong nhà này vẫn còn tôn ti trật tự của nó. Ai làm gì mà mình đứa con của tôi? Tôi không ngờ bà là người đàn bà tàn độc tới như vậy. Phải, tôi là người tàn độc. Trong cái nhà này chỉ có mình tôi là tàn độc thôi. Còn mấy người đó, tất cả những người khác, ai cũng hiền lành tử tế hết, phải không? Nói đi, tại sao bà muốn con của tôi? Vì tôi tức. Tại sao nó có thai được? Tại sao cô ta có thai được mà không phải là tôi? Nếu như đứa nhỏ này được sinh ra thì toàn bộ người trong cái gia đình này sẽ coi tôi ra cái gì nữa? Chị hai, chị đúng là loại đàn bà. Mày cất liền đi. Mày với con ba thì hay rồi. Hai đứa bay, đứa nào cũng trẻ đẹp mưng mửng, gia thế thì giàu có. Còn tao nè, già nua xấu xí, gia cảnh thì nghèo nàn. Tao với anh Khang là mối tình đầu của nhau, tại sao tao phải san sẻ chồng với tụi mày? Tại sao tao phải san sẻ tình yêu với tụi mày? Tại sao tao phải hạ mình đi hậu hà tụi mày hả? Tao không cam lòng. Đây là em ba, em Tư. Chào chị hai đi. Dạ chào chị hai. Từ nay chúng ta sống chung một nhà. Má hy vọng là tụi con sẽ sống hòa thuận yêu thương nhau. Và quan trọng, mau có cháu cho má ẵm bồng. Nghe. Ông có biết không,
Mỗi ngày trôi qua, mỗi vóc mỗi giây lúc nào cũng vô tâm với tôi. Ông phớt lờ tôi để đến với tụi nó. Ông thử đặt ông vào tôi đi. Nếu như mà ông thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác, ông có cam tâm không hả? Bà thay đổi rồi. Vi, bà không còn là Thúy Vi của tôi ngày nào nữa. Bà thay đổi rồi. Phải, tôi thay đổi rồi. Tôi thay đổi rồi, tất cả là vì mấy người đó. Nhưng mà tôi yêu bà. Bà không biết cho tới thời điểm hiện tại tôi yêu bà nhiều như thế nào đâu. Ông yêu tôi, ông yêu tôi kiểu gì mà tôi không cảm nhận được vậy? Hả? Chính bà là người phụ nữ mà tôi đã đòi sống đòi để cha mẹ tôi cưới bà về cho bằng được. Tôi thương bà, thương cái nụ cười của bà, thương cái tấm lòng nhân hậu của bà. Tất cả những điều đó đã khiến cho tôi bỏ qua xuất thân hay gia thế của bà mà cưới bà về. Tôi một lòng một dạ với bà. Nhưng mà bây giờ bà thay đổi rồi. Cưới hai người còn lại về là cha mẹ tôi ép tôi. Còn chuyện con là trách nhiệm của tôi. Từ đầu tới cuối tôi chỉ yêu có một mình bà thôi. Ông nói dối, tôi không cảm nhận được. Bà không cảm nhận được không phải là do tôi nói dối, mà do bà thay đổi rồi. Ông Khang, từ đầu tới cuối tôi cố gắng ra để làm gì? Thương buông ra này đắng cay để muôn màng. Này, có phải cả đời này hối tiếc? Mày bày cái trò gì hả? Con không bày cái trò gì hết. Hôm nay là 100 ngày con mất, còn được cọ con tới đây. Ba nói với mẹ. Vậy là anh Thịnh có vợ với con rồi hả? Con ông là